Trọng tài xác định cầu trong sân và lốp cầu rất tốt của Duy Chi. Cầu ngoài một đều. Cầu ngoài rồi. Pha đẩy cầu về cuối sân của Lim Chi Win rõ ràng không phải là một ý đồ quá bất ngờ với Duy Trì. Cầu tốt. Đây lại được dự đoán tiếp tục là một trận đấu dễ dàng cho các tay vợt của Trung Quốc. Cầu rất tốt, Duy Trì đang thể hiện bản lĩnh vượt trội của mình. Anh xếp trên đối thủ đến 160 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới và đẳng cấp đã được Duy Trì thể hiện vượt trội. Gài cầu có thể nói là rất tốt của Lim Chi Win nhưng Duy Trì lại quá xuất sắc. Anh có vẻ như vừa ghi được một điểm may mắn và phất tay xin lỗi với Lim Chi Win. Đó có vẻ như là một tình huống mà Duy Trì thực hiện một pha lốp cầu nhưng cầu lại bật lên mép lưới và rơi sang phần sân của tay vợt Malaysia. Lần này thì cú đánh lỏng tay của Duy Trì đã khiến cho Lim Chi Win không kịp di chuyển. Rõ ràng là Lim Chi Win có một cú smash rất tốt khiến cho Duy Trì gần như phải nhoài hết người để cứu cầu. Nhưng tay vợt của Trung Quốc tỏ ra quá xuất sắc. Anh đã nhanh chóng lấy lại thế chủ động và khiến cho Chi Quỳnh không thể ghi được một điểm trong pha cầu vừa rồi. Cầu tốt. Smart rất nặng của SHI Yuqi.
Cú bỏ nhỏ thành công của Lim Chi Win. Duy Trì đã không kịp phản xạ. Những cú đánh vào đúng ngay vị trí của đối thủ luôn gây rất nhiều khó khăn cho các tay vợt. Pha bỏ nhỏ quá đẹp. Thật khó tin khi Duy Trì có thể gài cầu được một cú trong một khoảng cách rất hẹp ở trên lưới như vậy. Cầu đã khẽ chạm vào mép lưới và không còn cơ hội cho Lim Chi Win có thể cứu cầu được. Đánh lỏng tay ra ngoài rất đáng tiếc của Lim Chi Win. Nếu đó là một cú đánh thành công thì có lẽ anh đã đưa được đối thủ vào thế bị động. Duy Trì quá vững vàng. Một phần cũng vì cú smash của Lim Chi Win hơi nhẹ và Duy Trì sau khi trả smart thì đã chiếm được thời cơ để thực hiện một cú smart ghi điểm. Cú đánh dọc biên không nặng của Lim Chi Win nhưng Duy Trì lại bị hụt tầm vợt. Gài cầu không qua lưới. Điểm số là 5-13. Lần này thì đến lượt Lim Chi Win gài cầu không qua lưới. Cầu ngoài sau khi có một pha gài cầu tốt để chiếm được cơ hội thực hiện một cú smash ghi điểm nhưng Lim Chi Win lại thực hiện không thành công và sau đó anh đã lốp cầu ra ngoài. Và gài cầu quá nhỏ của Lim Chi Win và Duy Trì không còn cơ hội để có thể gài cầu. Duy Trì đã chớp được thời cơ sau khi Lim Chi Win hơi ngập ngừng với tình huống cứu cầu ở cuối sân thì Duy Trì đã lên lưới tốt.
cú đánh lỏng tay dọc biên rất chính xác của Lim Chi Win. Cơ hội đã bị bỏ lỡ, cú smart có vẻ như là có ý định gài cầu về phần sân trống nhưng Lim Chi Win đã thực hiện không thành công. Và Lim Chi Win chênh nhau đến 160 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới và sự chênh lệch đó đã được thể hiện trong ván đấu đầu tiên. Một điểm may mắn của Yu Chi, xíu chút nữa thì cơ hội đã bị Yu Chi bỏ lỡ. Anh thực hiện một pha tạt cầu về phía cuối sân nhưng cầu đã bật trên mép lưới và rơi sang phần sân của Chi Win. Thả cầu sáng suốt, cầu đã ở bên ngoài sân. Smart chéo sân quá tốt của Duy Trì, vừa nặng tay vừa khiến cho đối thủ phải di chuyển rất chật vật và Duy Trì nhanh chóng kết thúc ván đấu đầu tiên. Điểm số là 21-7, cách biệt quá xa. Yuqi hạng 12 thế giới, năm nay chỉ mới 21 tuổi. Đối thủ của Yuqi, Lim Chi Win, năm nay 22 tuổi, nhưng kém đến 160 bậc. Lim Chi Win hạng 172 thế giới. Và hiện tại cũng không phải là thời điểm mà trận tứ kết này thì trước đó Duy Trì đã đánh bại một tay vợt của Hàn Quốc là Su Chan Hao trong trận đấu ngày hôm qua với các điểm số 21-14 và 21-17. Lim Chi Win trong ngày hôm qua cũng đánh bại tay vợt Abdul Kholik của Indonesia, một tay vợt cũng rất mạnh trong khu vực với các điểm số 21-15 và 21-19. Và các cầu chéo sân không qua lưới của Lim Chi Win.
cú đánh lỏng tay không qua lưới của SHI Yuqi. Lim Chi Win đang tỏ ra rất nỗ lực để có thể đưa trận đấu vào ván thứ ba. Trọng tài xác định cầu ngoài rồi. Và đánh chéo sân với ý đồ rất hay của Lim Chi Win, nhưng anh đã thiếu một chút chính xác. Quá chủ động của Yuqi, đánh lỏng tay để khiến đối thủ phải nhoài người cứu cầu và sau đó gài một pha bỏ nhỏ chéo sân và không còn cơ hội nào cho Lim Chi Win. Giao cầu rất hay. Lim Chi Win đã xoay mặt vật và đẩy cầu về phía góc sân khiến cho Yuqi bị bất ngờ. Cầu ngoài. Lần đầu tiên trong trận đấu này tay vợt của Malaysia vượt lên dẫn trước. Nếu đó là một cú cắt cầu qua lưới thì rõ ràng là có thể nói đó là một điểm số rất đẹp của Lim Chi Win. Tuy nhiên đó là một tư thế quá khó để tay vợt Malaysia có thể thực hiện một cú đánh thành công. Anh gần như đã cà mặt vợt xuống mặt sân nhưng vẫn không thể có lực để đẩy cầu qua lưới. Smart rất hay của Lim Chi Win. Tay vợt của Malaysia đã tỏ ra chủ động hơn, tự tin hơn trong những phút đầu tiên của ván đấu thứ hai. Không nặng của Lim Chi Win nhưng cầu đi dọc biên và Yuqi không kịp di chuyển.
một tình huống mà bước vào đôi co Lim Chi Quỳnh chủ động hơn, nhưng cuối cùng thì Duy Trì có một pha đẩy cầu về phía cuối sân khiến cho tay vợt của Malaysia phải bị động. Vẫn trong sân, quyết định thả cầu sai lầm của Shi Yuqi. Điểm số là 8 đều. Lần này thì đến lượt tay vợt của Malaysia quyết định thả cầu không sáng suốt. Trọng tài xác định cầu tốt. Một tình huống cứu cầu rất nỗ lực của Duy Trì. Tuy nhiên pha cầu đi dọc biên lại không chuẩn xác. Rất nặng của Duy Trì vào đúng ngay vị trí của Lim Chi Quỳnh. Hầu như những cú smart của các tay vợt đều nhắm vào ngay chỗ đứng của đối thủ. Đó là vị trí mà đối thủ khó xoay vợt kịp để có thể trả cầu. Tiếp đó là một pha bỏ nhỏ tốt của Duy Trì và anh vươn lên dẫn 11-9. Cú smart của Duy Trì đã đánh lừa được Lim Chi Quỳnh.
tay vợt của Malaysia đã phán đoán sai hướng đánh của Duy Trì. Cầu tốt, một pha cầu mà Duy Trì đánh cầu hơi bật lưới khiến cho Lim Chi Win đã bị mất nhịp. Mark ăn điểm nữa của Duy Trì. So về tần suất thành công trong những pha trả smart thì Duy Trì vượt trội hơn hẳn Lim Chi Win. Cầu ngoài, pha dậm nhảy smart khá tốt của Lim Chi Win nhưng cầu lại ra ngoài sân. Pha gài cầu rất thông minh của Duy Trì và ngay lập tức anh đã đợi sẵn trên lưới để thực hiện pha chụp lưới ăn điểm. Cầu ngoài, cú lốp trái tay của Duy Trì hơi thiếu chính xác. Lần này thì tay vợt của Trung Quốc đã smart tốt, liên tiếp những cú smart ăn điểm của Duy Trì. Lim Chi Win chưa thể tìm được cách hóa giải những cú smart của Duy Trì. Khả năng trả smart của Lim Chi Win rõ ràng là không tốt. Lần này thì Duy Trì đánh lừa được Lim Chi Win. Anh không thực hiện một cú smart chéo sân như những pha cầu trước mà thực hiện một cú đánh lỏng tay bỏ nhỏ và Chi Win hoàn toàn bất ngờ. Cầu ngoài, điểm kết thúc trận dành cho Duy Trì. Cầu ngoài rồi, đó là cơ hội đã bị bỏ lỡ của tay vợt Trung Quốc. Chỉ cần một cú đánh thành công với cầu rời trong sân là chắc chắn Duy Trì sẽ kết thúc trận đấu. Cú đánh lỏng tay rất hay của Lim Chi Win và trận đấu vẫn chưa thể khép lại với pha cầu vừa rồi. Thank you.
cầu tốt và thả cầu sai lầm của Duy Trì. 3 điểm liên tiếp dành cho Lim Chi Win. Tuy vậy thì những nỗ lực không biết mệt mỏi của Lim Chi Win có lẽ cũng không thể mang lại một tình thế lật ngược. Và ngay lập tức thì anh có pha đánh cầu mắc lưới. Tỷ số của ván đấu thứ hai là 21-14. Tay vợt hạng 12 đơn nam thế giới Xu Yuqi nhanh chóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc trước Malaysia sau trận đơn nam trước đối thủ kém anh 160 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới sau hai ván với các tỷ số 21-7 và 21-14.